tàu sắp chạy nhanh lên bác ơi. Đây là ga Song Long Kiều thuộc huyện Kiến Thủy, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc các bác nha. Tôi cùng với các đồng nghiệp ở Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, Lai Châu và các nhà báo của Trung Quốc đang di chuyển lên chuyến tàu du lịch trải nghiệm để đến ga Hương Thủy. Thời gian trên chuyến tàu này là 10 phút nhằm mang đến cho du khách những cảm xúc rất đặc biệt, những kỷ niệm, những ký ức về một thời gian khó. Khi mà nền kinh tế lúc đó còn bao cấp nên việc đi lại rất khó khăn. Những chuyến tàu như thế này khi đó chỉ di chuyển được với vận tốc từ 10 đến 20 km/h. Một gương mặt thiếu nữ xinh xắn và cảm giác bồng bềnh khi đoàn tàu đi qua những cánh đồng, những con đường và một không gian mênh mang rộng mở. Tàu đã đến ga rồi các bác nhé, chúng ta cùng xuống tàu nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thăm lại nhà ga Hương Thủy. Nhà ga đã tồn tại hơn 100 năm qua để cùng xem những nét xưa cổ của nó còn tồn tại đến ngày nay như thế nào. Rồi nhanh chân lên các bác ơi. Đã có hàng trăm hàng ngàn những chuyến tàu đến và đi ở sân ga như thế này, nơi chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tiễn biệt chia ly diễn ra thời bao cấp.